hãy thờ tùng Chúa đi, vì muôn việc Chúa làm trên quê hương cứ tấn thân yêu chúng ta. Ân hoan thành lập giáo sư cử ta, ân huệ của Chúa ôi tình Thiên Chúa, phúc vinh cao với mấy nhân Chúa trời ôi lại sao nên lời ngàn đời xa người ta. Chúa đi, vì muôn việc Chúa làm trên quê hương cứ tấn thân yêu chúng ta. Ân hoan thành lập giáo sư cử ta, ân huệ của Chúa ôi tình Thiên Chúa, phúc vinh cao với mấy nhân Chúa trời ôi lại sao nên lời ngàn đời xin ca ngợi ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khen Chúa. Hãy chúng tôi mãi hãy chúng tôi Chúa đi. Vì muốn việc Chúa làm trên quê hương cứ tận thân yêu chúng ta. Hân hoan thành lập giáo sứ cử ta. Hân về cô Chúa ơi tình Thiên Chúa. Phúc vinh cao vời mãi mãi nhân Chúa trời ơi nói sao nên lời. Hân hoan đón mừng hồng ân, bao nhiêu ơn lành Chúa ban đến khắp mọi nhà. Người người cùng nhau chung tay một lòng đoàn kết hăng say xây dựng giáo xứ chúng ta ngày càng tiến lên. Bao nhiêu năm khó khăn ngập nhằn, cha ông ta gần công vùng trồng, bao là hy sinh bao là gian khó vẫn hiên ngang. Từ tân hôm nay nâng lên oai hùng nói gương cha ông quyết tâm một lòng trung thành yêu Chúa đoàn kết hy sinh làm sáng danh nước trời. Cất bước tiến lên tương lai đang chờ đợi ta. Thanh niên dư nhà sánh vai bước đi bên nhau, đồng lòng dựng xây quê hương giàu đẹp từ đây mãi sau cho toàn giáo xứ chúng ta ngày càng lớn lên. Bao nhiêu năm khó khăn ngập nhằn, cha ông ta gắng không vun trồng, bao là hy sinh bao là gian khó. Từ tân hôm nay nâng lên oai hùng nói gương cha ông quyết tâm một lòng trung thành yêu Chúa đoàn kết hy sinh làm sáng danh nước trời. Có thể là hướng dẫn hay là có những lúc bất cập trên thuyền của tôi nhưng không được tham gia vì như chúng tôi đã thông báo theo lời quy. Rất cảm động, rất cảm ơn tấm lòng tình tình của tất cả quý vị quý khách đến để cùng chung niềm vui trong ngày đại lễ hôm nay. Hôm nay chúng con được phép tổ chức chắc chắn là trong nghi thức của giáo hội. Đó là hôm nay chúng ta thấy màu cờ giáo hội vàng trắng trước khi bước vào cuộc bơi trên sông nước. Tất cả chúng ta đều cày vào ơn Chúa Thánh Thần là người gìn giữ và bắt đầu ba thuyền đầu vào cột mốc. Xin quý vị chúng ta cùng hiệp ý, chúng ta cùng hát kinh Chúa Thánh Thần, sau đó chúng ta sẽ đến vào nghi thức sẽ khai mạc, đó là màn chào hỏi. Bây giờ xin cùng đoàn chúng ta cùng hợp ý với ban tổ chức để hát kinh Chúa Thánh Thần. Xin Chúa
Tân chúng con. Xin quý vị chúng ta nâng bạt ngàn hoa tay để chào đón cha Tân Quản Trứ, đó là cha Giuse. Xin trân trọng kính mời cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập đến huyền vào thuyền, những người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức người và nói: Thưa Ngài, xin cứu chúng con chết mất. Đức Giêsu nói: Sao đã thế hỡi những người kém lòng tin? Rồi người trỗi dậy, ngâm đen gió vào biển, biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cùng tin lời? Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa quý hội đồng mục vụ, kính thưa quý ban ngành, quý khách cùng toàn thể quý công ban đoàn, tất cả ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta quy tụ về đây để mừng lễ kính hai thánh Phaolô và Phêrô tông đồ. Và đặc biệt chúng ta mừng lễ kính thánh Phêrô, quan thầy của giáo xứ chúng ta. Cách đây hơn 2.000 năm, trên con thuyền của các thánh tông đồ đã có một vị tông đồ được có tên là thầy Thánh Giêsu. Trong đêm tối giữa biển chuyển động mạnh mẽ, thì thầy Phêrô, thầy các tông đồ và Chúa Giêsu đã đi trên con thuyền đó, và đột nhiên sóng to dữ dội, và chỉ lúc đó thì thầy Giêsu lại ngủ đầu thuyền. Nhưng mà các tông đồ đã kêu và đánh thức Chúa dậy, và rồi Chúa Giêsu đã làm cho thuyền yên biển lặng. Ngày hôm nay mỗi người chúng ta, mỗi gia đình và cộng đoàn chúng ta có thể là đang ở trên con thuyền bập bềnh giữa sóng gió của cuộc đời. Chúng ta cũng phải biết mời Chúa đến và ở lại đến con thuyền của mỗi người, đến con thuyền của gia đình và của cộng đoàn chúng ta. Để rồi có Chúa thì sóng của cuộc đời của gia đình chúng ta sẽ được êm và con thuyền của chúng ta sẽ lướt sóng ra khơi. Xin Chúa nhờ lời chuyển cầu công của thánh cả Phêrô, quan thầy của giáo xứ và quan thầy của nhiều người anh em trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta chúc lành, để rồi mỗi người chúng ta, để rồi con thuyền của cuộc đời, con thuyền của gia đình và con thuyền của giáo xứ chúng ta được luôn luôn thăng tiến để về bến bình an, đó chính là về nhà cha, nơi đấng giàu lòng thương xót luôn trong lòng chúng ta. Và chiều hôm nay chúng ta cùng tổ chức một buổi chèo bơi theo truyền thống của giáo xứ để cùng ra khơi với thầy Chủ Nhi Thánh Giêsu và người tông đồ trưởng, đó là thánh cả Phêrô. Nguyện xin thánh cả Phêrô truyền cầu cho chúng ta kết quả Chúa, để rồi Ngài ban và chúc lành cho chúng ta, chúc lành cho các thuyền viên có một buổi chiều thật là tốt đẹp, và cho chúng ta được chiếm đóng những giờ phút thật sống động, thật linh thiêng như cùng đầy kịch tính sẽ diễn ra ít phút nữa đây. Một lần nữa xin thánh cả Phêrô lại Chúa Giêsu xin chúc lành cho tất cả chúng ta, và cha xin chính thức khai mạc buổi chèo bơi của chúng ta. Xin Chúa chúc lành, và chúng ta cùng cho một tràng pháo tay thật lớn để phù hộ cho ba đội thuyền của chúng ta. Xin mời Minh Nhật nổ 36 để đoàn ba đội trẻ có màn biểu diễn chèo, đó là trẻ chào quý vị khán giả. Bây giờ tiếp đến chúng ta
chuẩn bị. Chúng ta để trèo xuống, các thuyền viên, các vận động viên để trèo xuống để chuẩn bị cầm tư thế. Và đội trưởng chúng ta cùng cầm cờ để chuẩn bị xuất phát. Khi nào có hiệu lệnh xuất phát, chúng ta sẽ trèo bơi theo hiệu trống. Ai lệch theo trống sẽ bị trừ điểm. Bây giờ hiệu trống của bên Nhật bắt đầu đổi bao trống. Sau đó tiếng còi và ban tổ chức sẽ hô 2-3 là chúng ta mới được trèo. Bây giờ xin mời bắt trống để đổi lên sân khấu. Thank you.
Thank you.
chúc mừng cho buổi chiều hôm nay chúng tôi thấy khá thành công, rất tuyệt vời. Thắng thua đó là chuyện thi đua. Vâng, cảm ơn các chị từ những tay rau, tay cấy, tay cày, nhất là để cho chúng tôi, khán giả chúng tôi thưởng thức một buổi chiều rất tuyệt vời. Và từ hôm nay thì chắc chắn là chiều hôm nay là các ông, các con cái nấu cơm và được phát cho. Xin cảm ơn các chị và để phụ cho ngày mai. Và từ đây xin mời cha chế có quyết định trao thưởng cho ba đội. Đúng theo quan tinh thần thi đấu của ba đội và thi đấu thì có đội nhất đội hơn nhau một dễ thôi, cũng đã là chẳng thua rồi, cho nên chúng ta cũng có một phần thưởng xứng đáng cho những người nhất. Và hôm nay chúng ta sẽ có như thế này, có một đội nhất và hai đội đồng giải nhì. Và chúng ta sẽ trao đổi có con hạng đội nhất đó là đội khu vực hạ. Chúng ta trao đổi bằng một tay. Rồi hai đội nhì đó là khu vực thường và khu vực con cỏ. Bây giờ chúng ta xin thầy Thế Cô Hồ Liêm trao giải nhì cho đội khu vực con cỏ. Anh vừa tay đây vâng, công việc công tỏ được một giải và đại nhận. Và bây giờ xin tiếp tục kính mời, xin kính mời ông Cảnh cùng một cú của đạo sứ cháu giải nhì cho cục khu vực thường. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn. Thưa quý vị, chúng ta lại nhận một giải thưởng số 1, đó là cha quản trị chúng ta để trao cho giải nhất, đó chúng ta chung một tràng pháo tay. Khu vực hạ với áo vàng, quần đen, đầu khăn vàng. Vâng, rất cảm ơn, rất tuyệt vời và xin cảm ơn một lần nữa thay lời cho hội đồng phục vụ giáo xứ Cơ Tân. Cảm ơn quý vị, quý khách, cộng đoàn, bà con tất cả mọi khắp mọi nơi trở về đến đây để cùng chung vui niềm vui với nhau như chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành và cầu chúc quý vị sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn các ban ngành liên quan đến ban trống, ban hoạt cảnh. Thank you.
một à. Xin kính mời đội trưởng khu vực Hà. Con thuyền số 2 tương đương với đường đi số 1 và khu vực cồn cỏ đó là con thuyền số 3 đường đi số 2. Có một số nội quy chiều hôm nay có bên cho ta xuống thuyền của mình để nhận thuyền và bắt đầu sang nghi thức. Các chị chúng ta nhìn đưa đi ba bốn đứa con coi nhìn lại có thật thiếu đến mua không lấy người về được thoát ở nhà ấy. Con đang có thế nào cái nhà đấy cái gì? Thuyền số 3 đang nằm bên này. Thuyền số 3, thuyền số 4 là thuyền số 4. Xin đổi lại cho đúng. Đó này. Đổi tèo đi. Các thuyền viên đi tèo lại đổi tèo đi. Sai số hết rồi. Đỏ của khu vực thường chắc chắn hôm nay sẽ đỏ. Tần này có là có tiền thì là lúc nãy có đánh lái thế là cái thuyền nó khi nào bị nghiêng bên. Thuyền khu vực quay vào đúng vị trí của mình theo kinh nghiệm trên ba đi. Tổng kính hai cha, kính thưa quý khách, quý vị cùng toàn thể cộng đoàn rất kính mến. Giờ đây ba thuyền đua của trong giáo xứ Cửa Tân, khu vực Thường, khu vực Hà và khu vực Cồn Cỏ đã chuẩn bị tại đích điểm xuất phát. Từ đây trước khi vào cuộc đua, chúng con sẽ có nghi thức đó là làm việc kính Chúa Thánh Thần và tất cả để một cái cuộc đua của công giáo để chúng ta đặc biệt là chúng ta mừng lễ kính Thánh Quan Thầy là người nghi phù ngư phù. Xin Ngài chúc phúc cho ban ơn cho cuộc đua này được thành công tốt đẹp, không xảy ra một việc gì đáng tiếc. Và bây giờ xin mời quý vị đứng lên cùng lấy mũ nón ra để chúng ta làm nghi thức. Xin kính mời cha. Và Con và Thánh Thần. Amen.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em chẳng biết sao, trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng? Phàm là tay đua thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư. Trái lại, chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Trọng kính quý cha, kính thưa quý hội đồng mục vụ, kính thưa quý ân nhân thân nhân, quý khách cùng tất quả cả quý bà con anh xa gần. Hôm nay giáo xứ Cử Tân của chúng con tổ chức buổi chèo thuyền truyền thống. Trong buổi chèo thuyền này sẽ có 3 đội, nhưng chắc chắn sẽ có một đội thắng và được giải nhất. Trong cuộc trận đua này có rất nhiều điều mà các đội đã chuẩn bị. Nhiều đội đã tập luyện rất vất vả, rất khó khăn, khó nhọc. Và hôm nay họ cũng đưa hết sức lực của mình để cống hiến làm sao để có một trận đua thật là đẹp, để giúp cho tất cả chúng ta tìm thấy niềm vui ở trong đó. Cuộc đời của mọi người chúng ta cũng giống như một cuộc tranh đua với thế gian, xác thịt và ma quỷ. Chúng ta chạy đua trên thao trường là cuộc đời. Ước gì tất cả mọi người chúng ta hãy cố gắng làm tất cả sức lực của mình để giành được phần thưởng duy nhất mà sẽ không bao giờ bị hư mất. Đó chính là phần thưởng hạnh phúc nước trời, là sự sống vĩnh cửu. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta, cách riêng cho các đội, các thuyền viên có một buổi thi thật là tốt đẹp, để rồi chúng ta luôn luôn có được niềm vui, sự bình an và hạnh phúc. Xin Chúa trả công cho tất cả những người đã công tác, đã giúp đỡ để có được buổi chèo thuyền truyền thống hôm nay. Và cha xin một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức, quý cha cùng mọi người kính chúc ba đội của chúng ta thi một cách thật là tốt đẹp. Xin quý vị một tràng pháo tay. Vâng, xin cảm ơn cha quản sứ. Và giờ đây chúng con đội khu vực Hà đi đầu theo một vòng từ đầu cho đến qua khán đài A sang phía giữa dòng sông giữa đường bơi. Chúng ta quay một vòng về đích xuất phát. Ngay bây giờ xin mời đi đầu, đó là Phan Thị Cô của Thiên Tâm năm 1900.
chèo bơi. Và năm nay quý vị biết rằng đó là Tân Giáo xứ cũng như ta cha Tân Quản xứ lại được tổ chức trên dòng sông bến này này. Và 24 năm chúng ta chờ đợi dòng sông nằm hiền hòa, năm nay dòng sông lại khởi động lên để ôn lại truyền thống dân sông nước. Vâng, đó là giáo Phật Tân làm sông nước. Bây giờ xin quý vị chúng ta vui một tràng pháo tay cho các đoàn vận động viên đi qua. Bây giờ đã đi một nửa vòng, chúng ta vui một tràng pháo tay. Xin cảm ơn tràng pháo tay của quý vị chưa mạnh mấy. Ông Trần Tính ủng hộ là 1 triệu đồng. Ông Trần Tính khu vực Cồn Cỏ 1 triệu đồng. Chúng ta nô một tràng pháo tay. Và màu vàng, phải chăng đây là 3 câu trả lời của Thánh Phêrô của Chúa Giêsu? 3 lần trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu: Phêrô, con có yêu mến thầy không? Và Phêrô đã trả lời Chúa Giêsu: Thưa thầy, con yêu mến thầy. Thầy biết con yêu mến thầy. 3 đội thuyền của chúng ta chuẩn bị bước vào cuộc đua tượng trưng cho 3 câu trả lời xuất sắc của vị thánh quan thầy giáo hội chúng ta, giáo xứ chúng ta. Và một bên cạnh đó, 3 đội thuyền này với 3 màu sắc này cũng tượng trưng cho 3 thành phần của hội thánh. Màu đỏ tượng trưng cho thành phần của giáo hội lữ hành là tất cả mọi người chúng ta đang còn chiến đấu. Màu xanh tức là tượng trưng cho giáo hội hy vọng, màu của hy vọng, các linh hồn còn ở luyện ngục. Và màu vàng là các thánh đã được vinh thăng ở trên trời. Với cái ước nguyện đó, với tâm tình đó, cha quản sứ hội đồng mục vụ giáo xứ Cử Tân và toàn thể bà con giáo xứ Cử Tân muốn tổ chức cuộc đua này để khơi lên niềm tin, niềm hy vọng, lòng yêu mến Chúa Giêsu, hội thánh của Người, nơi thánh tông đồ Phêrô, nơi tất cả mọi người giáo hữu chúng ta. Bây giờ chúng ta chuẩn bị bước vào những cái giờ phút đẹp nhất của cuộc đua. Xin cảm ơn. Xin quý vị bật đầu vỗ tay. Vâng, rất cảm ơn những cái lời chia sẻ của cha quản sứ Thanh Xuân. Xin chân thành cảm ơn cha. 3 đội xin ban tổ chức xin nhắc lại. Chiều hôm nay ban tổ chức quyết định đó là đốt pháo. Khi đội nào về trước đốt pháo.
Thứ hai là chúng ta trèo 3 vòng theo nhịp trống. Sau 3 vòng chúng ta dừng lại điểm xuất phát như quý vị như ba đội đang đầu. Và vòng thứ ba đó là vòng chung kết, vòng giật giải, vòng nước ao. Xin nhắc lại như vậy. 3 vòng đầu và vòng thứ tư là vòng chung kết, vòng giật giải. Ban trống cũng nhớ như vậy để chúng ta đánh trống đúng theo theo như hiệu lệnh và quy định của ban tổ chức chiều hôm nay. Ba đội lui vào thật đều. Và bây giờ đoàn trống Trần Minh Nhật bắt đầu nổi lên ba hiệu trống. Xin bắt đầu. Ba đôi chuẩn bị, khi nào ban tổ chức nói bắt đầu mới được. 3, 2, 1, bắt đầu. Chúng ta đều theo nhịp trống. Đồng, chính tinh cấp. Chúng ta theo nhịp trống, đội nào cũng theo nhịp trống, phải bị trừ điểm. Khu vực Hà hơi cực kỳ một chút, khu vực Cần Thơ cũng chưa đều lắm. Chúng ta tỉnh lại, thì đây để chúng ta trèo cho đẹp, trèo cho đúng điều. Về đội nào trèo sai chúng tôi sẽ bớt 10 điểm. Quay không đúng, quay mà chạm sang lấn đường của mình cũng bị bớt 10 điểm. Bảo vệ lính thời xưa. Vâng. Lính toàn là luôn. Con mắt thường của quý vị cũng như ban tổ chức chắc chắn không chính xác bằng chúng tôi có dàn camera sẽ quay lại những cái pha có thể là không đúng để chúng tôi bớt điểm. Chúng tôi không cần phạt ngồi đâu, nhưng mà chắc chắn quý vị thưởng thức chúng ta thấy đó là trèo theo nhịp trống và theo đường bơi của mình. Và bây giờ chúng tôi thấy đoàn trên số 3 của vực Cần Cỏ màu áo xanh đã đi đầu, tiếp đến đoàn số 2, đoàn số 1 thuyền số 2 đội khu vực áo vàng, và đoàn thuyền khu vực thường áo đỏ, thuyền đỏ đi sau. Chắc chắn là họ có sách lược, họ giữ sức, chắc chắn là có, chúng ta không hiểu được đó là chiến thuật. Chiến thuật. Vòng thứ nhất chúng ta quay vòng thứ hai ngay. Khu vực thường họ dùng chiến thuật, chúng tôi nghĩ rằng họ dùng chiến thuật, họ dùng sức đá lần sau các đội kiệt sức thì họ mới thắng. Chúng tôi nghĩ như vậy. Yêu cầu trống với Nhật đóng tay đánh to lên, mắt thì nhìn vào trống đừng có đánh mà ra khỏi tang là quẹ tay ạ. Vâng, đây là vòng thứ hai, vòng đua thứ hai. Khu vực Cần Cỏ vẫn đi đầu ngang trước với khu vực Cần Cỏ, đó là khu vực Hà màu vàng. Thường năm nay thường bắt được một con hổ của anh Trinh, và con hổ đánh mò ngủ chắc nặng quá vậy thôi. Đỏ là thắng, nhưng mà đó là chiến thuật. Trong chiến thuật thi đấu chúng ta không hiểu nổi được. Họ đánh lừa cho nên thì chúng ta cứ nghĩ đi sau là không thắng đâu.
bây giờ yêu cầu ban trật tự của giáo xứ chúng ta không lo làm trật tự của mình. Trên các sân nhà cũng như về nhà cũng như các quả tường chúng ta thật ý nhìn ra chúng ta thấy đội áo xanh, thuyền xanh, thuyền số 3 đó là khu vực của cổ đang đi đầu. Tiếp sau là ngang sức với số 2 và số 4 đó là đội vàng và đội đỏ đi ngang nhau. Chúng ta đẩy hơi đi. Quay chống đời hồi đi. Vâng, đây là vòng 2, tiếp tục vòng 3. Sau vòng 3 chúng ta sẽ là vòng nốc cao, vòng chặt chải, vòng chung kết. Bây giờ vòng thứ 3, quý vị, chúng ta nhìn ra đó là đi đầu vẫn là đời áo xanh, thuyền xanh của đời khu vực con cỏ. Chúng ta treo thật đều, thật đẹp. Chúng ta đánh vào nhau với đầu treo để đó là một cái hình thức, đó là môn nghệ thuật treo trong bơi trong nước. Vâng, tiếp đến đó là đội vàng của khu vực Hà. Đời khu vực thường, đời đỏ trèo rất đều. Vâng, rất đều, rất đẹp. Chúng ta chụp một tràng pháo tay đi. Vâng, rất đều, rất đẹp. Đi chậm nhưng mà chắc rồi. Như con rùa đi sau vẫn thắng của tỏ. Đó là chiến thuật. Vâng, đây có một thuyền viên chèo một mình, từ hai tay đánh với nhau. Và bây giờ ba đội đang quay về vòng số 3, đó là đang quay về đích. Thưa quý vị, bây giờ quý vị nhìn ra đoạn đua đó là con thuyền số 3, đường đua số 2. Theo như chuyên gia thông nước thì vận đoán đó là con thuyền màu đồ, màu xanh, áo xanh chắc chắn sẽ đi đầu. Nhưng vòng chung kết thì chưa biết được, vòng dần dài chúng tôi vẫn thấy chưa biết được. Nhưng theo chuyên gia nhận định từ đầu khi chưa trèo thì biết là quyết thuyền số 2, thuyền số 3 là vẫn đi tốt, trèo tốt hơn. Và bây giờ chúng tôi thấy đi về đích thứ hai đó là áo vàng của khu vực Hà, tiếp đến là áo đỏ khu vực thường, thuyền số 4, thuyền đỏ chắc chiều hôm nay sẽ đỏ. Và bây giờ ba thuyền dừng lại điểm xuất phát để chuẩn bị bước vào vòng chung kết. Trong một phút chúng ta để thở để chúng ta
bắt đầu đi vào vòng chung kết. Ta đều bây giờ chúng ta đầu thật đều như như chúng ta đã đi chơi. Đến ngã tư có đèn đỏ, chúng ta đầu không chạm quá vạch, công an trừng phạt. Bây giờ chúng ta đầu thật đều để chuẩn bị nghe lệnh xuất phát. Đường này đường rất quan trọng, đường chật dài, đường nút cao, vậy vậy chúng ta thật công bằng, đi thật ngay thẳng. Các đầu thuyền chúng ta thật chuẩn bị. Ổn định chưa? Chúng ta chuẩn bị. Đẹp hơn không quan trọng, nhưng đều sẽ đẹp hơn. Nhưng mà đời nào, xin nhắc lại, đời nào đến trước là châm lửa đốt pháo, đời đó rẻ là chật dài nhất. Theo cầu thường lưu một chút nữa. Lưu vì... đường hai đốt pháo vẫn là đồ rất là lớn, chúng ta nâng vào trào con tay đó rồi về đến thứ hai. Và đội thường về thứ 4 rất kiêm nhường được giải thưởng thứ 3. Vâng, chúng ta một tràng con tay đi. Vâng, cảm ơn các đội. Xin mời đội quân thực hiện, chúng ta đầu thuyền đầu vào đây để chúng ta nhập đường. Chúng ta có điều về ban tổ chức, về ban tổ chức gặp. Cho đội quân thực hiện áo đỏ, thuyền đỏ, đầu đỏ, mặt đỏ. Lẽ ra là đội có người đánh bỏ là áo đen. Nó trong lấy cổ hái cái ông luôn lại mây bút. Đó là anh Tuyên và anh Sống. Mà treo treo bông tròn nó về đích sớm rồi. Hả? Đuôi mà rồi. Đuôi mà rồi. Người hình đẹp lắm. Người hình như nó chồng thì điểm rất là cao rồi. Cái ý của ta quân sự cứ tấn muốn nói là cái đội đỏ này là cái đội hình đẹp, nhưng mà trên bảo dưới không nghe. Đâu rất buồn thắng, nhưng mà tay nó rủ. Rồi chúng con xin kính mời cha. Kính thưa toàn thể cộng đoàn và đặc biệt kính thưa các vận động viên đua thuyền lần đầu tiên về đây và được chứng kiến cuộc đua thuyền của giáo sư Từ Tân chúng ta, thật là vui. Chắc chắn thầy Phêrô quan thầy của chúng ta rất là vui lòng và hy vọng. Ai đang ngồi trên cột điện không? Trên dây điện nó xuống đi. Lần sau thì xin gửi ta quản sứ Cử Tân và hội đồng mục vụ giáo sứ Cử Tân mở rộng cái cuộc đua này, có thể mời các đội đua của Thanh Xuân, Hiền Môn, rồi Thanh Già Sứ Mẹ, nó sẽ hoành tráng hơn rất nhiều nữa. Và rất là vinh dự được hôm nay được chung vui cái cuộc vui này trong cái ngày của giáo sứ mừng lễ Thánh Phêrô quan thầy.
lúc sáng cũng là vui rồi, bây giờ là niềm vui tuyệt vời hơn nữa. Và một điều đặc biệt là Thánh Phêrô văn thầy của chúng ta rất là chiều lòng chúng ta. Mấy ngày hôm trước là nặng, rất là nặng nóng, nhưng mà hôm nay thật là mát mẻ, Thánh Phêrô đã làm phép lạ với chúng ta. Chúng ta chúc mừng Thánh văn thầy chúng ta một tràng hò tay. Số 4, thuyền đua số 4 lên lệnh giải, và cha quản sứ cử tân của chúng ta sẽ trao giải thưởng cho đội số 4, đội màu đỏ, đội bên ngược đấy. Ông Thánh Phêrô khiêm tốn đó. Chúng ta chúc mừng, chúc mừng đây. Cái đội này là cái đội giáo hội lữ hành, giáo hội chiến đấu, cho nên nó rất là tì tật. Và tiếp theo đội đua thứ hai, cái đội của giáo hội mang cái niềm hy vọng là giáo hội Thanh Huyền đã đảm nhiệm nghi, xin kính mời cha. Mời cha quê hương. Chúng ta chúc mừng. Rồi con xin kính mời cha quản sứ Thanh Xuân trao giải nhất cho đội khu vực Hà. Chúng ta cùng cho một tràng pháo tay thật lớn vì tinh thần và sự hiện nhất cùng những cái tài năng của khu vực Hà. Như vậy là hai giải nhất đã thuộc về khu vực Hà. Hôm qua đội chị em thì khu vực Hà cũng giành giải nhất, và hôm nay các nam giới thì khu vực Hà cũng giành giải nhất. Chúng ta phải cho một tràng pháo tay để cổ vũ cái tinh thần và cái tài trang mới của khu vực Hà chúng ta. Rất là vui. Một ngày lễ khép lại với nhiều cái cảm xúc, nhiều cái cung bậc rất là sôi nổi. Một lần nữa xin thay lời cho toàn bộ khán giả, xin được cảm ơn ban tổ chức và xin cảm ơn các thuyền viên đã nhiệt tình tham gia. Và chắc chắn các cuộc liên hoan tiếp theo đây của các đội thuyền đua sẽ là rất là vui. Xin kính chúc các anh em, các đội thuyền chúng ta vui trong Chúa và vui trong Thánh Quan Thầy. Đừng có để một cái điều gì đáng tiếc nó xảy ra. Xin chân thành cảm ơn. Ban tổ chức toàn thể chân khách, quý vị, quý khách, quý cộng đoàn đã từ về đây đây cùng giáo xứ cả thân chúng con, cũng những là buổi chiều nay mà buổi sáng nữa để cùng chung chia chúc mừng cho giáo xứ cả thân chúng con. Chúng con chỉ biết cảm ơn và xin Thánh Quan Thầy xuống ngồi lên lành chúng cho cha quản sứ, rồi cho quý vị cũng như tất cả mọi người đến với chương trình chiều buổi chiều nay.